giờ là khung giờ phát sóng quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Diễm Loan và Như Nguyễn sẽ đồng hành cùng với quý vị xuyên suốt bản tin ngày hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố vụ án hình sự tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19. Điều trị thành công một nam thanh niên gãy dương vật do thói quen không giống ai. Giá sầu riêng đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, nhưng người dân lại không đủ hàng để bán. Chuyên mục miền Tây kỳ thú hôm nay mời quý vị ghé thăm làng nghề gốm Phnom Penh, một làng nghề dân dã bình dị giữa cuộc sống hiện đại. Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa, bệnh nhân 1342 sau khi thực hiện xong chuyến bay VN5301 từ Nhật Bản về Cần Thơ ngày 14 tháng 11 liền được cách ly tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý, số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14 cho đến ngày 18 tháng 11. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác là bệnh nhân 1325. Không những vậy, việc bệnh nhân 1342 tiếp xúc với người ngoài trong thời gian cách ly tại nhà để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, đơn cử là bệnh nhân 1347 là giáo viên dạy tiếng Anh. Sự việc đáng tiếc này xảy ra còn có trách nhiệm của cá nhân, tổ chức với việc để người cách ly trong khu cách ly của Vietnam Airlines tiếp cận với nhau. Vì thế, vào trưa nay, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại TP.HCM. Trao đổi tại buổi họp báo, ông Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều số 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và cá thể hóa trách nhiệm hình sự. Còn về việc khi nào có quyết định khởi tố bị can và những bị can nào liên quan, ông Quang cho biết cơ quan an ninh điều tra còn phải làm nhiều bước mới có quyết định khởi tố bị can. Theo ông Quang, hiện có một số người liên quan vụ án đang bị bệnh cách ly, do đó cơ quan điều tra vừa tuân thủ quy định điều tra, vừa phải tuân thủ quy định về cách ly phòng chống dịch bệnh, cho nên phải có thời gian điều tra. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ca F1 của bệnh nhân 1347 đang cách ly tại huyện là sinh viên năm thứ 5 của một trường y ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 23 tháng 11, sinh viên này có đến học tại Trung tâm Anh ngữ Key English và tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 1347, sau đó thì đi thực tập tại một số bệnh viện. Ngày 27 tháng 11, sinh viên này về gia đình tiếp xúc với mẹ và 12 người khác. Hiện sinh viên này đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, sức khỏe bình thường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và chờ kết quả của Viện Pasteur TP.HCM. Còn những trường hợp tiếp xúc với cả F1 này đang cách ly tại gia đình, Ủy ban Nhân dân xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM cũng đã cho cách ly một trường hợp làm neo ở xã Long Trạch, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, tiếp xúc với bệnh nhân 1342 do người này đến TP.HCM học ở Trung tâm Anh ngữ Key English nên tiếp xúc trực tiếp. Những người tiếp xúc trường hợp này cũng đã được hướng dẫn cách ly tại nhà và chấp hành tốt. Cách đây vài tháng, giá sầu riêng tại vườn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bị rớt giá thảm hại do nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu thị trường giảm mạnh vì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19. Tuy nhiên hiện nay đã vào vụ, nhưng trái sầu riêng rất khan hiếm và giá cao ở mức kỷ lục khiến cho nhà vườn xót xa khi bị mất mùa. Ở tỉnh Tiền Giang cũng không ngoại lệ thưa quý vị, hiện giá sầu riêng đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, nhưng người dân lại không đủ hàng để bán. Sau đây là ghi nhận tại huyện Cai Lậy, nơi được xem là vương quốc chuyên canh cây sầu riêng nổi tiếng cả nước. Nhiều nông dân trồng sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang cho hay, thời điểm hiện tại đang vào mùa thu hoạch nhưng năng suất sầu riêng năm nay đã giảm từ 50 đến 60% so với năm trước. Nguyên nhân là do đợt hạn hán và xâm nhập mặn đợt đầu năm khiến không ít vườn bị ảnh hưởng, có vườn thiệt hại đến 70-80%. Sầu riêng đang được thương lái thu mua ở mức từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao nhất trong 3 năm qua. Tuy giá sầu riêng ở mức cao, nhưng năng suất các vườn sầu riêng hiện nay rất thấp. Huyện Cai Lậy được xem là vương quốc chuyên canh cây sầu riêng nổi tiếng của cả nước. Thời điểm hiện tại là chính vụ thu hoạch sầu riêng, nhưng đến nay chưa đến 10% diện tích có trái cho thu hoạch. Thương lái phải đi đến từng vườn để thu mua, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho các đối tác trong và ngoài nước.
Thưa quý vị, gặp họa vì những trò nghịch dại vùng kín mới nghe qua có vẻ hy hữu nhưng không phải hiếm gặp. Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa điều trị thành công cho một nam thanh niên gãy dương vật do thói quen không giống ai. Những thói quen những tưởng như là vô hại nhưng lại dẫn đến những hậu quả khôn lường nếu không được điều trị kịp thời. Sau đây là thông tin chi tiết. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nam thanh niên 20 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long bị đau nhiều vùng kín, dương vật bị sưng nề, máu tụ tím đen. Được biết, nam thanh niên này có thói quen cầm dương vật khi cương cứng và bẻ để nghe tiếng kêu rắc rắc. Trước khi nhập viện 3 giờ, lúc dương vật đang cương cứng, bệnh nhân dùng tay bẻ cụp dương vật xuống dưới và nghe một tiếng rắc. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy vỡ vật hang thân dương vật do tự bẻ và được chỉ định mổ cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân ổn định, vết thương giảm sưng đau và xuất viện trong vài ngày tới. Trong thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị gãy dương vật. Nguyên nhân hàng đầu là do thói quen tự bẻ bằng tay khi đang cương để làm dương vật xìu nhanh. Tình trạng dương vật cương vào sáng sớm làm họ không thoải mái, nên bẻ cho dương vật xìu vừa để dễ đi tiểu, vừa tránh ngượng ngùng. Một số bệnh nhân lại có thói quen bẻ dương vật để nghe tiếng rắc rắc như bẻ khớp ngón tay. Một trong số những lần đó gây ra tai nạn khó ngờ. Chẳng may khi bị tai nạn khó nói, đừng ngại ngùng. Người bệnh cần tới trung tâm y tế gần nhất càng sớm càng tốt để tránh những biến chứng lâu dài. Đầu tháng 10 vừa qua, hưởng ứng lễ phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, lãnh đạo thành phố, các huyện, thị xã cùng hàng trăm đại biểu của tỉnh Bình Phước đã trồng hơn 350 cây xanh, gồm các loại gián hương, gõ đỏ, cẩm lai, dầu và sao đen tại công trình thiết kế công viên Hồ Suối Cam, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng, hơn 60 cây đã chết dần, chết mòn. Nhiều cây xanh khác cũng có nguy cơ chịu chung số phận nếu không được chăm sóc tốt. Sau khi số cây trồng bắt đầu chết hàng loạt nhưng xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài vẫn chưa nhận được bàn giao từ đơn vị chịu trách nhiệm là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Bình Phước. Mặc dù xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài nhiều lần gửi công văn đề nghị bàn giao để kịp thời chăm sóc. Hộ nó phải rồng sâu bao nhiêu, cọc trồng nó phải cọc như thế nào. Không cọc như được quay tắm đi thì cọc nào gì nói. Đúng không? Cây này chết sạch, cây gốc này phần bên này không thể nào được hết. Lý giải về việc chưa bàn giao vườn cây, đại diện Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Bình Phước cho rằng số cây này là do công ty cây xanh Công Minh tài trợ. Ban Quản lý Dự án được tỉnh giao giám sát việc trồng vườn cây, khi nào sống 100% mới bàn giao lại cho thành phố Đồng Xoài. Mình là luôn luôn là coi như là giám sát cái hiện trường, theo dõi các cái cây ngoài đó, là cây nào mà nó yếu, chẳng những không chết, cây nào nó yếu thì mình đề nghị thay thế ngay. Thì vừa qua thì công ty là cũng đã là rất là tích cực là cho là chuẩn bị cây sẵn rồi, đó là sẽ là thay thế trong cái thời gian sớm nhất. Qua tìm hiểu thực tế của phóng viên tại khu vực vườn cây được trồng hai bên bờ kè hồ Suối Cam, nhiều cây xanh bị rụng sạch lá, chết khô do thiếu nước. Không ít cây khác cũng đang có hiện tượng héo, khô dần từng ngày. Một số cây được trồng một bên, phân bón một bên, bị chặt sát gốc do chết hoặc đã được đào chuyển đi nơi khác. Một số cây được đào gốc lên vẫn còn nguyên bầu ni lông bọc bên ngoài. Trong quá trình trồng, có thể là trong cái lúc mà phát động để trồng cây đó, thì cái việc có thể sẽ có sơ suất. Thì cái việc này thì trong quá trình chăm sóc, công ty cũng sẽ kiểm tra và những cái nào mà chưa đạt yêu cầu thì công ty vẫn cho anh em tập trung để giống như trong quá trình chăm sóc đó, thì sẽ có sự tác động lại. Chỉnh sửa lại những cái mà còn thiếu sót chưa thực hiện được. Mỗi một cây xanh được trồng tại đây cũng chính là tâm tư nguyện vọng của 350 đại biểu đã trồng và không ai muốn thấy cây mình trồng bị chết yểu như vậy. Việc doanh nghiệp xung phong tài trợ hỗ trợ cây xanh để trồng tại khu vực Hồ Suối Cam với mong muốn tạo cảnh quan cây xanh, môi trường sống cho người dân thành phố Đồng Xoài là điều rất đáng ghi nhận và trân trọng. Nhưng mà sẽ thực sự ý nghĩa và thiết thực hơn nếu như là cây được chăm sóc thật tốt hoặc là chuyển giao kịp thời cho đơn vị thụ hưởng chăm sóc, chứ không phải là chờ bảo hành chết, không sống được thì sẽ thay cây mới và sau đó mới bàn giao. Tiếp theo là thông tin về vụ nổ xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày hôm qua tại gara ô tô Đức Thanh ở số 459 đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Khi ba người thợ của gara này đang sửa xe bồn thì phương tiện này phát nổ. Vụ việc khiến cho cả ba người bị thương nặng và nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên sau đó đã có một người tử vong do vết thương quá nặng.
Garage này do ông Đỗ Đức Thanh, 65 tuổi làm chủ. Vào thời điểm trên, ông Thanh cùng con trai là Đỗ Đức Thắng, 30 tuổi và một nhân viên là Trương Quang Khải, 25 tuổi, trú tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, đang sửa chữa một chiếc xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 77C-19184 bị hỏng. Lúc này anh Khải đang ở phía trên để hàn phần nắp bồn thì bất ngờ bồn chứa phát ra tiếng nổ khủng khiếp. Vụ nổ làm anh Khải bị hất văng ra xa hàng chục mét, bị thương rất nặng. Cha con của ông Thanh ở phía dưới cũng bị thương. Ngay sau đó, cả ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, bồn chứa bị nổ tung, nứt toát. Phần mái tôn của garage cũng bị xé nát hàng chục mét vuông. Vụ nổ lớn cũng làm rung chuyển và vỡ cửa kính của nhiều hộ dân lân cận. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng nay, do vết thương quá nặng nên anh Khải đã tử vong. Gia đình đã đưa thi thể về nhà lo hậu sự. Hai bệnh nhân còn lại hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Cũng liên quan đến cháy nổ, đây là hình ảnh được chụp tại hiện trường vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay tại khu vực biên giới Việt-Lào, cụ thể là ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị và Đen Savan ở Savannakhet của Lào, khiến cho 8 người thương vong. Theo đại tá Lê Văn Phương, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, tại thời điểm này, lực lượng hải quan Lào đang kiểm tra một chiếc xe chở hàng nghi có pháo lậu. Trong quá trình kiểm tra thì bất ngờ pháo phát nổ gây cháy các xe xung quanh và cháy luôn cây xăng gần đó. Đại tá Phương cho biết hậu quả ban đầu về người được xác định có 2 cán bộ hải quan nước bạn đã tử vong và có 6 người khác bị thương nặng, trong đó có 4 người là công dân Việt Nam, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Được biết, khu vực kiểm hóa bị cháy nổ là nơi cơ quan chức năng nước Lào tiến hành kiểm tra đối với các xe lưu thông từ Lào, Thái Lan đi qua. Sau khi vụ việc xảy ra, hai xe chữa cháy và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã có mặt ở biên giới Việt-Lào để tiếp cận, phối hợp và hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ngoại hối, còn gọi là Forex, thì việc chơi Forex ở Việt Nam đang là xu hướng đầu tư khá phát triển ở những năm gần đây. Bản chất của sàn giao dịch Forex là hoạt động kinh doanh qua tài khoản dưới hình thức giao dịch ký quỹ. Những năm gần đây, khi thị trường chứng khoán có nhiều biến động và thất thường, các sàn Forex tranh thủ chào mời khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội với nhiều chiêu trò khác nhau và các nhà đầu tư đã tìm giải pháp đầu tư mới cho mình. Họ bắt đầu tìm hiểu và học đầu tư Forex ngoại hối thông qua Internet. Tuy nhiên, thì tại phiên họp báo chính phủ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 12, đại diện Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương đều khẳng định sàn kinh doanh Forex là phạm pháp. Vậy vì sao chơi Forex lại là vi phạm pháp luật? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Vẽ ra các dự án mang tầm quốc tế, đưa ra nhiều lợi ích gồm lãi suất cao đến hàng trăm phần trăm, hoa hồng lớn, thu nhập cao chót vót là một số thông tin thường được các sàn Forex áp dụng để chào người tham gia. Đại diện các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân khi đầu tư phải quan tâm phù hợp thực tiễn hay không. Tất cả những cái sàn giao dịch Forex hiện nay đang hoạt động là không đảm bảo những đúng theo quy định của pháp luật. Thế và những người, những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây thì cũng coi như là đang tiếp tay cho những cái hoạt động không chính thức hay đúng hơn vi phạm pháp luật của những cái tổ chức kinh doanh cái sàn Forex hiện nay. Cũng khuyến cáo với tất cả những người dân đầu tư vào những cái lĩnh vực này là cái rủi ro và sau này nếu có phát sinh với những cái nhà đầu tư như kêu gọi vốn như vậy thì sẽ không được pháp luật bảo vệ. Thì chúng tôi khẳng định là đến giờ phút này là Bộ Công Thương là chưa cấp giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho bất cứ một đơn vị nào với cái tên như là Liber hoặc là Liber Forex. Và đây thì có thể khẳng định đây là một hoạt động của Forex là có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chứ không phải là kinh doanh đa cấp. Như vậy, giao dịch trên sàn Forex là bất hợp pháp. Theo Nghị định số 95 của Chính phủ, các tổ chức và cá nhân có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ và kinh doanh mua bán vàng không đúng quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, chạy theo sự phát triển của công nghệ, giờ đây chỉ cần một cú click chuột, người tiêu dùng đã có thể chọn mua được sản phẩm ưng ý từ thế giới mạng. Thế nhưng nhiều YouTuber, nhiều nhà mua bán online dù có nguồn doanh thu khổng lồ lại quên mất việc thể hiện trách nhiệm đóng thuế. Đã có nhiều vụ việc truy thu hàng tỷ đồng từ hành vi trốn thuế ở các hoạt động mua bán trên mạng xã hội. Sắp tới đây, ngày 5 tháng 12, các hành vi trốn thuế như vậy sẽ bị xử lý căn cơ theo Nghị định 126 sắp ban hành. Mặc dù các tổ chức cá nhân tự thu, tự nộp thuế thương mại điện tử đến hàng ngàn tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm nay, nhưng ngành thuế cho biết số thu này vẫn chưa phản ánh được hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử hiện nay.
Chính thì đang khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn nghị định 16 có phần liên quan đến cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Chúng tôi sẽ mời các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới của nước ngoài sẽ vào làm việc với cơ quan thuế Việt Nam cũng như các cái tư vấn để làm sao là hướng dẫn các cái quy định mới về cái cung cấp dịch vụ xuyên biên giới để các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Thực tế, quản lý thu thuế của các tổ chức cá nhân có giao dịch trên nền tảng số xuyên biên giới hiện vẫn rất khó khăn. Đơn cử như số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp, giữa năm 2020, Netflix cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trên mạng Internet tại Việt Nam từ năm 2016 với đơn giá 180.000 đồng một tháng, đến nay là 300.000 đồng một tháng. Netflix thu về hàng trăm tỷ đồng từ Việt Nam. Thế nhưng, Netflix hiện chưa đặt chi nhánh công ty tại Việt Nam và cũng chưa đóng thuế. Với quy định siết chặt tại Nghị định 126, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với cơ quan có liên quan xác định nhân thân của người nộp thuế, thu thập dữ liệu từ các công ty trung gian vận chuyển, các ứng dụng trung gian vận chuyển, dữ liệu từ các ngân hàng ví điện tử để xác định dòng tiền. Trong trường hợp người nộp thuế vi phạm pháp luật đã yêu cầu nộp thuế là xử phạt vi phạm hành chính rồi, cưỡng chế thuế không nộp thì cơ quan thuế mới có quyền là cung cấp những cái thông tin về cái thu nhập rồi tiền thuế phải nộp. Còn bình thường những cái thông tin đó là thông tin trong nội bộ và đấy là quy định bảo mật cho người nộp thuế. Quy định này chỉ nhắm đến những tổ chức cá nhân có nghi vấn và cơ quan thuế sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo mật thông tin này. Do vậy, người dân không vì thế mà quá lo lắng về việc lộ thông tin cá nhân. Cũng chỉ những cái đối tượng nào mà có cái khả năng phát sinh nhiều giao dịch, có cái khả năng là phải nộp thuế thì mới yêu cầu cung cấp, chứ không phải là tất cả mấy chục triệu khách hàng cung cấp chẳng để làm gì cả. Đối với ngân hàng đã phải có trách nhiệm bảo mật rồi thì cơ quan thuế, cơ quan nhà nước càng phải có trách nhiệm bảo mật cao hơn. Khi Nghị định 126 có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12, các lập trình viên kiếm tiền từ việc viết trò chơi, ứng dụng trên điện thoại hay người làm clip đăng tải lên YouTube, Facebook sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số thuế phải nộp nếu không chịu kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. Do vậy, các YouTuber cũng như các tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số cần phải tự giác khai, nộp thuế. Kính thưa quý vị, ngày nay các đối tượng trộm cắp không chỉ có nam giới mà các tay đạo chích là nữ đang có dấu hiệu ngày một gia tăng với chiêu trò thủ đoạn vô cùng tinh vi. Như tình huống mà camera nóng vừa ghi nhận tại một quán cà phê trên địa bàn của phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh sau đây sẽ là một minh chứng. Theo đoạn camera an ninh của quán cà phê quay lại, thời điểm xảy ra vụ việc là 12 giờ 27 phút ngày 1 tháng 12 2020. Theo quan sát thì khu vực tầng trệt trong quán vắng khách, chỉ có một nhân viên phục vụ và một người khách nữ. Trong lúc cô nhân viên đang miệt mài pha chế nước cho thượng đế của mình, thì bất ngờ người khách này hô biến thành đạo chích khi nhanh tay thò vào khu vực quầy bar lấy trộm chiếc điện thoại đang đặt trên đó, rồi vội vã tẩu thoát. Cô nhân viên liền sau đó linh tính điều chẳng lành, quay lại quầy bar thì phát hiện ra vụ việc, hớt hải đuổi theo nửa quái, nhưng quá muộn. Được biết, chiếc điện thoại bị đánh cắp hiệu iPhone XS khá đắt tiền và là món tài sản lớn đối với một người phục vụ trẻ tuổi. Như quý vị thấy, những cách mà các đối tượng lấy trộm điện thoại hay tài sản tại các cửa hàng thường có điểm chung đó là rất nhanh tay và gọn gàng, thái độ cũng vô cùng bình tĩnh để đánh lừa nhân viên. Cũng trong vai một vị khách đi mua hàng, ít ai ngờ rằng một người phụ nữ trẻ tuổi trong đoạn camera tiếp theo sau đây lại chính là kẻ trộm. Diễn biến vụ việc xảy ra tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, người phụ nữ dáng dấp trẻ trung xách trên tay một bịch ni lông tới cửa hàng này để mua đồ. Sau khi trao đổi với chủ tiệm vài câu, lợi dụng người thanh niên đứng lên lấy đồ, chị ta nhanh tay thó ngay cái bóp trên mặt bàn gần đó một cách điệu nghệ, sau đó giấu vào bịch ni lông làm của riêng một cách ngon ơ, rồi tìm cớ chuồn êm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là tình huống cảnh báo liên quan đến giao thông. Một điều hết sức chú ý đến các bác tài xế khi di chuyển ở các cung đường hẹp, dốc, có những khúc cua nguy hiểm, phương tiện cần phải đi chậm. Chú ý quan sát khi di chuyển để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, kỳ lạ là tình huống sau đây, xe tải và xe ben cùng di chuyển với tốc độ nhanh khi vào cua, mạnh ai nấy ôm cua từ hai làn đường để rồi nhận lấy bài học nhớ đời. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip tiếp theo sau đây. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, đoạn đường núi này nằm trên địa bàn của xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Đường hẹp dốc và ngay tại khúc cua khuất tầm nhìn. Từ xa, hai tài xế xe tải và xe ben đã di chuyển tốc độ nhanh, dẫn đến một tài xế xe ben có đầu xe màu xanh rêu lọt tởm xuống hố ven đường. May mắn không có thương vong về người.
Thưa quý vị, nói về gốm Phnom Penh, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, có lẽ nhiều người cảm thấy xa lạ bởi làng nghề này chủ yếu hướng đến phục vụ gia dụng chứ không mang mục đích tạo hình nghệ thuật. Từ những chiếc cà ràng, nồi đất, khuôn bánh khọt, ống khói bếp, dòng gốm dân gian Phnom Penh chỉ lẫn quẩn quanh gian bếp của các bà nội trợ. Với truyền thống trên 100 năm tuổi, gốm Phnom Penh là hiện thân cho một phần văn hóa Khmer vùng Bảy Núi. Dù không còn ở thời kỳ Hoàng Kim, nhưng gốm Phnom Penh vẫn mang trong mình chất dân dã, bình dị giữa cuộc sống hiện đại. Hơn nửa đời người gắn bó với nghề truyền thống của gia đình. Giờ đây dù đã ngoài 70, nhưng ngày ngày cụ Nét Nhây vẫn cầm cuội nhào nặn và tạo hình những chiếc cà ràng vô cùng tinh xảo. Mắt phần nào cũng đã kém, sức khỏe cũng không còn tốt như dăm ba năm về trước. Thế nhưng mỗi ngày, cụ có thể hoàn thành từ 5 đến 6 chiếc cà ràng là chuyện bình thường. Với cụ, đây không chỉ là cái nghề truyền thống của cha ông, mà đó còn là miếng cơm manh áo. Cũng nhờ vào nó mà các con của cụ có cái ăn cái mặc. Lúc xưa bà ngoại truyền nghề gốm cho mẹ. Khi tôi trưởng thành, mẹ tiếp tục truyền dạy, rồi làm cho đến bây giờ. Đến nay cũng đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm gốm truyền thống này. Đến khi lấy chồng thì ông ấy cũng phụ giúp tôi làm gốm. Không ai biết rõ làng nghề gốm Phnom Penh ra đời từ khi nào. Chỉ biết nghề này đã có từ xa xưa. Hồi trước người ta chỉ nấu bếp bằng nồi đất, chảo đất, nên làm ra cái nào bán hết cái đó. Điểm khác biệt làm nên nét đặc trưng ở đây là kỹ thuật làm gốm khá nguyên thủy. Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công. Các sản phẩm làm ra chỉ hướng đến phục vụ gia dụng, chứ không mang mục đích tạo hình nghệ thuật. Sản phẩm làm ra chủ yếu là những chiếc cà ràng, nồi đất, khuôn bánh khọt, ống khói bếp. Khuôn là không có khuôn. Cái làm cái kiểu rồi làm cái son, làm cái tung, cái chè hồi xưa vậy đó. Hồi trước có ông cố ông sơ vậy nó để nó dành cho mình con mình đấy đó. Đó bây giờ tới con trao nữa. Tuy gốm Phnom Penh không đòi hỏi cao về trình độ tạo tác, nhưng để cho ra một sản phẩm đẹp đòi hỏi sự tỉ mỉ, siêng năng và tâm huyết. Đồng thời phải trải qua nhiều công đoạn vô cùng công phu. Ở đây những người đàn ông sẽ phụ trách việc đào đất, gánh đất, đốn củi, nung gốm. Còn phụ nữ thì đảm nhận khâu làm gốm. Không phải loại đất nào cũng được chọn, mà đất phải có độ dẻo, mịn, độ kết dính cao thì mới cho ra những sản phẩm ưng ý nhất. Không phải là đất có hòn, đất này có chân nuôi là đất nứt nhớ. Không có đất có xét, xét làm không được. Cái này, cái rạng này là có đào cũng đất đào cỡ là một thước, hai thước gì mới tới đất này là lấy xài được. Không, cái này là lấy bắt đầu nó ủ bắt đầu nó tưới nước nó cho ủ cho đất nó mềm. Bắt đầu nó mềm mình lấy cái cây đó đẻ cái bằng đá nó đập nó cho chảy nó lại cái lụm cục đá nó ra. Nếu đẻ cái cục đá nó sợ nó đốt nó nung nó nổ nó hư. Nên nó là làm cái lửa hết, lấy cục đá lấy sẵn thì bỏ hết, lấy còn nguyên chắc đất không à, nó là xài được. Ngày này nhộn nhịp nhất là vào những mùa nắng nóng và những ngày cận Tết, chỉ duy nhất mùa mưa sẽ hạn chế hoặc là tạm ngưng sản xuất. Do đây là dòng gốm dân gian nên đất sau khi lấy sẽ về được ủ, rồi tưới nước cho đất mềm, sàng lọc tách bỏ lấy đá, sỏi, sau đó tạo hình sản phẩm, rồi đem phơi từ 5 đến 7 ngày, cuối cùng là đem nung. Do không có khuôn mẫu định sẵn nên sản phẩm làm ra tất cả dựa vào sự sáng tạo, sự khéo tay của người thợ. Kỹ thuật nung cũng lắm công phu bởi nó quyết định đến độ bền của sản phẩm. Gốm Phnom Penh sẽ có màu đỏ nhạt, đó là màu của đất, là kết tinh từ những giọt mồ hôi mà người phụ nữ Khmer đổ xuống để cho ra các sản phẩm. Giá thành mỗi chiếc cà ràng cũng dao động từ 25.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy loại lớn nhỏ. Nghề này bị cực khổ lắm. Bị đi lấy đất, chở gom, chặt củi, đó. Không phải là mà ngày được đâu. Là ít là có nắng có gió là 3 ngày. Là có mưa là 7 ngày thì có đốt được.
Ngày trước, sản phẩm làm ra được khách ở các tỉnh lân cận tìm mua, nhưng giờ khi những bếp sử dụng điện ga trở nên phổ biến, người mua cũng thưa dần. Thị trường khó khăn, nguồn nguyên liệu cũng dần khan hiếm, nên số người theo nghề cũng ngày một ít đi. Dù đứng trước nguy cơ mai một, nhưng ngọn lửa nghề vẫn luôn được các hộ gia đình ở đây nhen nhóm. Bởi đây chính là nghề truyền thống ông cha truyền lại. Hơn nữa, đó là tinh hoa của dân tộc. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ hôm nay. Nếu là người yêu thích những sản phẩm gốm gia dụng, thì khi có dịp đến với An Giang, quý vị hãy bỏ chút thời gian để đến với làng gốm Phnom Penh, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn đặc biệt này nha. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Diễm Loan và Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai để cùng với quý vị đến với những thông tin nóng trong ngày.